Em Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. À. Ngày hôm nay thì nhà vườn em Thảo thanh lý toàn bộ vườn để em Thảo à, chuẩn bị làm hoàng hoa Tết và em Thảo sẽ làm hồ điệp để phục vụ cho cả nhà mình chơi hoa Tết nhá. Bởi vì, vì là trong thời gian vừa qua là do hai tháng dịch, em Thảo chưa xuất được hàng nên là ngày hôm nay em Thảo sẽ bán thanh lý toàn bộ cái khu vườn của nhà em. Bác nào mà yêu mến những cái giống hoa lan nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo đây các bác ơi. Cái số điện thoại của em này. Đó. Um... Nhà vườn em ở thôn Đồng Tân, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn và nhà vườn em Thảo có ship hàng toàn quốc và cả nhà mình được xem hàng trước khi nhận. Với số điện thoại của em Thảo là 0965 495 này, 0363 929 228, 0961 là ba số điện thoại của em Thảo. Cả nhà mình có thể kết nối với nhà em nhé. Đầu tiên đây là những cái giò đen dâu Úc, dòng hoa lan cao cấp rất là được nhiều cô chú chị yêu mến luôn ạ. Hoa rất là thơm, rất là bền màu và đây là một trong những cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho hoa Tết và cây này thì đẻ rất là nhanh này, hiện tại nó vẫn còn đang trong quá trình là à, nảy mầm để à, những cái à, mà nó thắt ngọn như này thì nó sẽ cho hoa luôn vào dịp Tết này luôn đấy ạ. Đây là màu hoa của nó đây, mặt hoa của nó đây rất là thơm nha các bác nha. Hoa thơm hơn tất cả các dòng Denzo khác và đây là một trong những cái dòng cũng thuộc dòng Hoàng Thảo. Vô cùng sai hoa và dễ trồng, dễ chăm sóc đấy ạ. Nhà vườn em Thảo thì cũng không còn nhiều, đấy. em chỉ có khoảng tầm 20 giò. Em Thảo bán như cái nhà vườn khác. Các bác có thể theo dõi người ta sẽ bán khoảng tầm 250 rưỡi 230 một giò. Ngày hôm nay em bán thanh lý 250 000 hai giò như thế này. Đó, cả nhà mình hóa đơn trên 500 000 thì em thảo mới miễn cước nhá, tại vì em thảo bán thanh lý rồi. Tiếp theo đây là những cái giò trầm rồng đỏ của nhà em này. Trầm rồng đỏ là một trong những cái dòng trầm được nhiều cô chú chị yêu mến đúng không ạ? Mỗi một giò khoảng tầm 2 đến 3 thân. Đây vào đây em quay cho các bác xem này. Đây. Đó, khoảng tầm 2 đến 3 thân. À, tùy tùy các bác lấy hai thân thì nó vẫn cao hơn là ba thân và chủ yếu là toàn hai thân là nhiều em chia sẻ cho các bác hai giò như này trầm rồng đỏ với giá là 250.000 một chậu ở nhà vườn khác người ta còn đang bán với giá là 200.000 đến 220 một chậu ạ đây là cái tác phẩm một nghệ nhân hoa lan ở Đà Nẵng rất là đẹp này. đó những cây này năm sau mà cho hoa thôi các bác ơi nó sẽ bật những cái mầm vô cùng khỏe và xuất sắc luôn các bác nhá. riêng những cái cây trầm rồng đỏ này hoa của nó đỏ rực rỡ đây được gọi là trầm quốc dân của Việt Nam mình đúng không ạ? đó cây này có nguồn gốc xuất xứ tại Đài Loan. đó rất là thơm hoa rất là bền. đó thơm như hương trầm mà đặc biệt cây này cho hoa tết luôn. nếu mà anh chị em ở miền Bắc thì nó sẽ qua xuân còn ở miền Nam thì nó sẽ hoa tết nhá. vì tình trạng là cây của nó đang ruộng lá để cho hoa rồi. Và tiếp theo bên này là những cái chậu uh, trầm cổ DH93 của nhà em. Đó, những cái chậu trầm DH93 nó cũng có từ hai hai thân rất là đẹp như thế này. Em thảo bán tri uh, ân gọi là bán cho các anh chị để lấy về làm giống. Hiện tại cây cũng đang rụng lá để cho hoa rồi đây này. Đó, những cái chậu như thế này cho cả nhà mình chơi hoa. Đây, hai chậu là 250 000 Bác nào lấy thì à uh, uh, comment cho em. Đây là mặt bông của trầm DH93, cánh rất là dày, hoa rất là thơm, cánh bầu rất là xinh luôn và cây hoa này nở cực kỳ là bền luôn các bác ơi đây. Đó, cây bắt đầu đang rụng lá cho hoa rồi. Đó, chầm nha các bác nhá, trầm DH93 rất là thơm tiếp theo đây là mặt hoa của trầm điện biên là một trong những cái dòng trầm rất là thơm, hoa nổi bật và đặc biệt cây này thì nó là dòng hoa của dòng hoa rừng ấy nên là nó rất là à, bền luôn đấy các bác nhìn đây này, những cái chậu của nó cũng na ná, ná như nhau nhưng bây giờ cái cái phong trào chơi trầm thì rất là nhiều luôn, những cái chậu này hiện tại nó cũng đang dụng lá cho hoa nên là nó không được à, xinh lắm, đó riêng cây này Riêng những cây này mà chúng ta chơi hoa Tết thì thôi luôn Đẹp lắm Đây này bắt đầu đang chuẩn bị là mọc mầm tiếp rồi Đấy Trầm điện biên em Thảo cũng chia sẻ là 250.000 một chậu à, Số lượng thì em Thảo không có nhiều Nên là bác nào yêu thì có thể là sưu tầm nha các bác nhá Đây hoa của nó đây Năm sau mà các bác không muốn nó thẳng lên ấy, các bác cho nó thòng xuống nhá. Tiếp theo cái lô hàng rừng. Đấy, lô hàng rừng này em thảo bán thanh lý cho các bác. Bác nào lấy về làm giống nha các bác nhá. Đây là có một số cây nó bị lỗi lá. Đây là cái cây em thảo chuyển từ trong cái vườn cũ của em về đây. Đó, cái vườn cũ về bây giờ nó bị hôm trước là ở vườn nhà em thảo gần rừng quá nên là bị con sâu ăn nhưng mà em đã xử lý hết rồi đây này. Cây rất là đẹp luôn, đây là hàng rừng nha các bác nhá Đó, hàng rừng rất là đẹp luôn Của vùng Gia Lai rất là đẹp Đây này, toàn thân thân huyết hạc rất là xinh luôn Em thảo bán thanh lý cho các bác 10 cây như thế này 10 cây nha các bác nhá 10 cây với giá 300 nghìn cho các bác lấy là về làm giống luôn 10 cây đây, số lượng chắc được khoảng tầm 5 phần Em cả lô ngày hôm nay đây Đó, đảm bảo với các bác đi đâu mua được những cây luôn Tàn, Toàn cây lá mít luôn này các bác Toàn cây lá mít thân huyết hạc đẹp như thế này Nhớ cây này người ta lấy về săn hồng Vậy săn bệt rất là nhiều luôn Tiếp theo thì em Thảo còn có một vài bảng long tu Nó hơi sơ sát một chút bởi vì là hàng nó đang trong quá trình dụng lá cho hoa này Thanh lý cho các bác lấy về làm giống 250.000 hai bảng 250.000 hai bảng ngắn Và nó hơi ít thân một chút xíu Khoảng tầm 5 thân, 6 thân Nhưng mà những cây này mà các bác Năm sau nha các bác nha Năm sau mà mỗi một thân mà nó cho khoảng tầm hai mầm đó thôi là các bác được một cái giò quá đẹp luôn đây này đó em thảo chia sẻ 250.000 hai giò còn những cái giò mà nó đẹp mà nhiều thân như này em thảo bán cho cả nhà mình 200 nha các bác nhé những cái giò mà nhiều thân mà nó đẹp như này là 200.000 còn bác nào mà lấy em quay như này hơi hơi ngược ánh sáng đúng không những cái giò mà nó sơ xác nó nhỏ nhỏ như này thì em thảo bán thanh lý cho bác nào thật sự chúng ta muốn lấy về làm giống thôi đây những cái giò như này thì em thảo bán là hai trăm rưỡi hai giò nhé các bác nhá đó đang dụng lá cho hoa rồi đó là long tu xuân cho các bác xem hoa này nếu mà chơi hoa xuân thì chúng ta không hề là không hề biết đến cây này đúng không ạ? đặc biệt là long tu xuân đây là hoa của nó nở rất là bền này, rất là thơm và đặc biệt là được nhiều cô chú anh chị sưu tầm luôn đó, em nhà em cũng có, đó số lượng thì nhà em thảo có rất là nhiều luôn, nhưng mà có một số vài bảng sơ sát thì em thảo bán thanh lý đi, đó không đánh treo lên đến là sang năm là nó lại mọc ôm tùm ngay. Tiếp theo một cái lô hàng rừng của Lâm Đồng em thảo lấy về bắt hoa, đó tuy nhiên rằng là À, em Thảo sẽ bán thanh lý để em lấy mặt bằng cho bác nào lấy về sưu tầm nhé các bác nhá. Hàng phi điệp rừng lâm đồng. Đây là một trong những cái cây phi điệp chơi xuân cực kỳ được nhiều cô như chị yêu mến. Nếu mà những cái chậu như này, năm ngoái thôi nhà vườn em Thảo toàn bán những cái giỏ này tầm 250 luôn đó các bác. Tuy nhiên rằng là năm nay các bác thấy uh, dịch giã nó xuống xong rồi cứ loạn hết cả lên luôn. Em Thảo bán thanh lý cho các bác luôn. Em làm hàng Tết, làm hoa Tết cho các bác chơi thôi. Đây, thanh lý hai giỏ như này. Đấy, à, em tính các bác là 100.000 một giò đi tính 90 nghìn một giò đây các bác. Đấy các bác lấy bao nhiêu giò cũng được từ 1 đến 2 thân, 2 thân thì nó cao. Đó, à 2 thân thì nó thấp còn 1 thân thì nó cao. Đấy, có cây thì có cây này nói chung là đây là một trong những cây hàng rừng đây các bác nhìn em quay như này các bác cũng biết đúng không ạ đó hàng rừng hay hàng gieo hạt thì các bác tự xem là các bác sẽ tự cảm nhận thôi bởi vì như em thảo cây nào là hàng gieo hạt là em nói là hàng gieo hạt còn cây nào là hàng rừng thì nó là hàng rừng hàng này em thảo lấy về chơi về về bán hàng xuân đó nhưng mà nhiều cô chú chị thật sự bây giờ nhiều nhà vườn người ta cũng bán xong rồi bây giờ dịch giã như này em thảo bán đi em làm hàng hoa tết cho các bác luôn đó em sẽ làm hồ điệp đó hồ điệp bán cực kỳ được nhiều anh chị em sưu tầm luôn. Đó mà nó là có hoa tết nên là được nhiều anh chị em thích. Những cây này hoa xuân nếu mà ở trong vùng ở miền trong ấy thì nó sẽ hoa vào tết luôn đó. Rất là nhiều mặt hoa, đây là hoa sổ, cây tơ chưa từng sổ hoa các bác nhá. Đây là cây tơ chưa từng sổ hoa luôn, số lượng em thảo có khoảng 90 chậu. Tiếp theo đây là cây trầm lại gọi là cây trầm cổ, người đẹp hồng hương nha các bác nhá. Người đẹp hồng hương cái cánh cây cây lá của nó được đánh giá là cái lá nó cong xuống như cây như cái cây gì nhỉ? như là cây năm trắng hiển oanh ấy, hôm nay em thảo bán thanh lý Em thảo bán thanh lý những cái cây mà nó bị con sâu ăn Bởi vì trong vườn nhà em thảo đợt vừa rồi trong cái ngày dịch, cái nghỉ dịch ấy là nó bị con sâu ăn Nhưng nhà em thảo xử lý hết rồi, khô hết rồi Em thảo bán thanh lý, hoa rất là thơm, cánh của nó rất là bay, dày dặn Em thảo bán thanh lý cho các bác với giá siêu rẻ luôn nha các bác nha 40.000 một chậu Đấy, 200.000 được 5 chậu, các bác làm vào một cái giò to tướng luôn Đó, em Thảo có số lượng khoảng tầm 20 chậu lỗi một ít một ít lá cây này nó đang đi đua ngọn cây này để mà cao ấy năm sau các bác chăm sóc tốt nó phải cao được một mét hiện tại vẫn còn đang đua ngọn đến tháng 11 cơ cây này đó bán thanh lý cho các bác người đẹp hồng hương hay gọi là trầm cổ đó hồng hương hay đào hương thì đều được hết tiếp theo giả hạt chấp mỹ này giả hạt chấp mỹ hôm nay em bán thanh lý cho các bác hàng lỗi lá một chút xíu đây hàng lỗi lá cho các anh chị này đó nó lông nói chung là nó cũng dụng hết lá thì mới cho hoa thôi thanh lý cho các bác với giá siêu rẻ luôn hai trăm nghìn ba chậu Ok chưa các bác? 200 000 ba chậu cao khoảng 60 70 cm này thì em đảm bảo với các bác là không bao giờ đi đâu mua được luôn. Hôm nay em thảo bán thanh lý vườn. Cái chỗ này thì chắc là có khoảng tầm 20 chậu. 20 chậu giả hạt chớp Mỹ. Chớp Mỹ này là một trong những cái mặt bông cũng gọi là đột biến rất là giá trị đúng không ạ? Nhưng mà giờ phong trào chơi vai nhiều quá nên em thảo bán thanh lý cho các bác. Ờ, các bác toàn chơi hàng vai bán thanh lý cho những bác nào yêu mến từ 50 cm cho đến 70 cm, 60 cm rất đẹp luôn đây này. Đấy. 300 uh, tính ra là 70 000 một giỏ. Đấy. Bác nào lấy và nhiều giỏ cũng được. Đây, đẹp mê ly luôn. giả dạ hạc chấp Mỹ đột biến. Xinh xinh là xinh luôn. Tiếp theo đây là những cái cây giả uh, dạ hạt châu như hàng lỗi một hai lá. Nói chung là nói lỗi một hai lá thì không đúng bởi vì nó vẫn đẹp. Đó, mới tội là trong quá trình em thảo vận chuyển ấy là nó bị dập một chút xíu bởi vì lá nó rất là giòn. Đây là phi đẹp của nhà em này. Em thảo bán đây là giả dạ hạc châu như hoặc là phi đẹp châu như với giá 40 000 một chậu. Đấy, năm cốc em thảo đang quay như này là 200 000 Đấy, châu như nha các bác nhá. Tiếp theo bên trong này là ma bó này em cũng sắp ra như này, 5 cây. Phi điệp 5 cây này cao khoảng 50 cm, 40 50 cm. À, cây phi điệp ma bó em cũng bán 40 000 một cây thôi. Bác nào lấy cho em 5 cây là 200 000 Đó. Ngoài ra thì em thảo còn có nù tam bố này. Đây, nù tam bố thắt ngọn hết rồi. Đây, nù tam bố cũng 40 000 một chậu. Đấy, nù tam bố hoặc là dạ hạc e này có rất là nhiều loại khác nhau đây nụ tam bố em cũng bán 200 000 nghìn được 5 uh, chậu uh, luôn cho các bác chơi đã luôn nụ tam bố nụ ta ly đó những cây nụ ta ly cũng mập mạp luôn và em thấy lấy cho các bác đây là hàng rừng nha các bác nhá đó đây, đây là cây nụ ta giời, có bông đầu ngọn luôn này đó đây đẹp chưa các bác ơi nụ ta ly nha các bác nhá Thất ngọn rồi thân nó đỏ rất là đẹp luôn 40.000 một cốc thôi Và tiếp theo khu này là cây uh, phi điệp thân thủ hòa bình Đây còn đang đua ngọ này Cũng 40.000 một cốc luôn Bác nào lấy bao nhiêu chậu thì em Thảo cũng sẽ gửi cho các bác mấy bao nhiêu chậu Tiền cước từ 500.000 em Thảo mấy miếng cước nha các bác nha Hôm nay em Thảo bán thanh lý vườn Đấy bán thanh lý vườn để em Thảo lấy mặt bằng làm hoa Tết nha các bác ngàn Đây thân thủ hòa bình 40.000 một cốc Bác nào lấy bao nhiêu cốc thì báo cho em Đó bác nào lấy bao nhiêu cốc thì báo cho em nhá. Ôi rồi cái bạn long tu đẹp quá 200.000 và tiếp theo bên này là những cây hồng gieo hạt của nhà em Em gồm có hồng yên thủy này Hồng mỹ nhân Hồng minh châu Và uh, hồng á hậu Nó có bốn dòng hồng Và cây nữ hoàng 28 gieo hạt Em Thảo cùng bán cho các anh chị với giá là 40.000 một chậu thôi đấy Đẹp chưa các bác ơi những cây này này Xinh ơi là xinh luôn Từ 1 đến 2 thân rất là đẹp Hàng hồng gieo hạt nha các bác nhá Các bác mua combo hồng gieo hạt 4 chậu cộng thêm một cây nữ hoàng 28 nữa là có 200 nghìn Bán về săn mặt hoa cho nó đẹp Đấy trong này Combo rất là đẹp luôn nhé Cây phi điệp nhà em Thảo rất là xinh đó Em Thảo bán thanh lý thì mới có giá này thôi nhé các bác nhé Đó bên này là cây nữ hoàng ruby Nữ hoàng ruby này thì nó là một trong những cây đây không phải lỗi nhé các bác nhé Đây này Em cũng bán cho các bác 40 nghìn một chậu đi Bác nào lấy bao nhiêu chậu thì em Thảo sẽ gửi cho các bác này bị lỗi, bị lỗi lá nha các bác nha, này bị lỗi lá một chút. 40 000 một chậu, 200 000 được 5 chậu. Ở đây có khoảng tầm 20 chậu. Đấy, cây của nó riêng cái cây này năm ba em thảo ngày năm ngoái tại bán hơn 500 000 đó. Nữ hoàng ruby hoa rất là thơm đây cho các bác xem hoa nữ hoàng ruby này. Đây. Đây là mặt hoàng nữ hoàng ruby nha, mặt hoa nữ hoàng ruby đây là em thảo up lên trên TikTok khoảng tầm năm ngoái em đang bán cho các bác những cái cây hơn 500 000 đó. Đó, hoa rất là đẹp. Tiếp theo đây là cây hàng rừng. Đó chính là mặt hoa gọi là sánh với mai vàng đúng ạ? Đây chính là kim đẹp xuân. Hoa vàng rất là đẹp và cây này nó khác với cái cây hoàng thảo khác đó chính là ở cái mắt của nó này nó không nở ra một bông hoa mà nó nở ra một cành hoa để cho bác xem mặt hoa. Siêu đẹp luôn, cây này em thảo bán 190 000 nghìn Bác nào lấy hai chậu em thảo miễn phí ship cho cả nhà mình luôn. Đấy, cho các anh chị xem mặt hoa này. Đây các anh chị nhìn thấy đây. Đó, một cái cành hoa của nó này nó rất là nhiều à, mới cành hoa của nó rất là nhiều à, cánh hoa nên rất là nhiều bông hoa đây này đấy đó là một trong những cái cây nhà em thảo bán được rất là nhiều luôn mỗi một lần lần à, tết về là nó nở hoa như này á à, giống như những cái cây mai ấy, người ta cũng rất là trộn màu vàng đúng không ạ màu vàng của sự may mắn bạn nào yêu thì à, chốt cho em kèm theo số điện thoại hoặc là à, kim điệp xuân nha các bác nhé tiếp theo thì là hồ điệp Hồ điệp thì nhà em Thảo có rất là nhiều màu Đó hồ điệp này thì nó là cốc một ngồng như này Em Thảo cũng có video riêng rồi Em Thảo bán là lá thường như này Với giá đang có ngồng hoa thì là 60.000 Có rất là nhiều màu khác nhau luôn Em Thảo đang trên đường về rất là nhiều hồ điệp luôn đấy các bác Đó có vì Các bác phải nhìn thấy cây luôn này. Em quay lại nó khác với cây này đúng không Bởi vì nhiều màu nó này nó nhiều kiểu dáng khác nhau luôn Thì ngoài ra thì em Thảo còn có lá biên Thì lá biên uh, em thấy chia sẻ cho các bác Lá biên như này Với giá là 75.000 một chậu lá biên Không lỗi lá nha các bác nha đó một lá biên không lỗi lá Đó, Bác nào lấy về sưu tầm cho em là 60.000 một cây lá thường còn 75.000 cây lá biên Và đây là cây kiếm gieo hạt của nhà em Thì kiếm em Thảo có kiếm xanh Huế này Kiếm phan trí uh, Kiếm huyết đỏ Kiếm phan trí thụ với đại lông đao Đó là những cái dòng hàng gieo hạt nhà em Thảo Hàng lỗi lá này Đó là hàng lỗi lá em Thảo bán thanh lý cho các bác Với giá siêu rẻ luôn 90.000 một trọng bác nào lấy bao nhiêu chậu thì báo cho em hàng hàng kiếm gieo hạt lỗi lá nha các bác nhá đó hùng lỗi lá hàng đẹp em thảo bán 180 đây là khu này là hàng lỗi lá đó bác nào lấy hàng đẹp thì em thảo sẽ quay cho các bác xem hàng đẹp sau tiếp theo đai châu em thảo cũng bán thanh lý cho các bác luôn để cho về cho các bác chơi hoa tết đai châu thì em thảo có đai châu lá mít này cây này bị lỗi này hai một trăm nghìn một chậu luôn bị lỗi một lá hai lá thôi một trăm nghìn một chậu còn cây đẹp em thảo bán một trăm sáu mươi nó chỉ nó lỗi đều lão lỗi một tí thì không sao hết thôi tính cho các bác này những cây này nó bị lỗi nhưng mà cũng không lỗi nhiều em thảo bán những cây đẹp như này nha các bác nha những cây đẹp như này bốn cặp lá trở lên giá hôm nay thanh lý cho các bác luôn xeo rẻ luôn nha các bác nhá em bán cho các anh chị là 130.000 đi nói 130.000 bác nào lấy một cặp hai trăm rưỡi đó không bao ship các bác cộng cho em thảo thêm 40 000 tiền ship nhá. Ngoài ra thì em thảo có đai châu lá bươn. Hôm nay thanh lý cho các bác những cây đai châu lá bươn này. Đấy những con đai châu lá bươn này 90 000 một cây. Đó, hôm nay bán thanh lý cho các bác cả vườn luôn. Em bán đi hết đi xong em làm em lấy cái khu này em làm hàng hoa Tết. Đó. Đây. Nó đẹp chưa các bác ơi này. Những cây hàng nó bị lỗi nha các bác nhá, hàng lỗi bị gập ấy. Em thảo bán thanh lý cho các bác là 65 000 Bác nào lấy bao nhiêu cây thì em cũng sẽ gửi cho các bác Riêng những cây này thì nó rất là nhiều màu nha các bác nha Nó rất là nhiều màu luôn Em cho bác xem màu, màu hoa này em mới ghê chứ em xóa đi rồi Nó có màu đỏ nè Có rất là nhiều màu khác nhau luôn các bác ơi Nhiều màu hoa lắm đây này Đây các màu của nó đây các bác nhìn này Đấy, nhiều màu như màu bò sữa này, màu trắng này, màu tím, màu đỏ, màu cam lửa, màu hồng cánh sen à, Nói chung rất là nhiều màu màu trắng nữa luôn, nhiều màu lắm Tiếp theo ở lô này là cây phi điệp 6 mắt nha các nhá. Phi điệp 6 mắt em thảo có 6 mắt Thái Bình và 6 mắt Thăng Long. Em thảo bán 150 000 một chậu. Hàng kỳ 52 tới này cho hoa luôn nha các bác nha. Riêng cây 6 mắt này thì là hàng đột biến. Nếu mà các bác mua ở các cửa hàng khác người ta bán khoảng tầm hên hơn 200 đó. Nhà vườn em thảo bán 150 000 em thảo còn có vài kỳ thôi. Em có 6 mắt Thăng Long và 6 mắt Thái Bình à, cho các bác xem mặt hoa này. Đây là mặt hoa của 6 mắt Thăng Long này. Đây là mặt hoa của 6 mắt Thái Bình. Đó rất là đẹp nhá, sáu mắt, hoa của nó có sáu mắt rất là đẹp. Và bên này là vài cây uh, phi điệp lá biên phát tài, dòng này là chơi lá, chơi thân thì rất là đẹp luôn. Em Thảo bán những cây hột uh, những cây uh, phi điệp lá biên phát tài này 120 000 bán thanh lý. Đó, cây cao khoảng 40cm nhé các bác nhá. Cây cao khoảng 40cm, bữa nào lấy bao nhiêu chậu thì em Thảo sẽ uh, gửi cho các bác luôn. Em Thảo có số lượng khoảng tầm 12 chậu. Đó lá biên phát tài nhá. Và tiếp theo đây là một ít cây uh, lá mít cổ đại của nhà em, đó là cây uh, uh, rất là đẹp này. Đó là kia năm 2 thì nó chưa được mít lắm Tuy nhiên rằng là sang năm 3 thì nó vô cùng mít luôn Ngày hôm nay thì em Thảo có một chút hàng nó bị lỗi lá một chút xíu Nó gọi là bị lỗi lá nhưng nó vẫn đẹp này các bác nhìn này Ngày trước là bị con nhện đỏ nó cắn Nhưng mà giờ thì nó đã khô hết rồi nhà em Thảo phun phòng hết Nhưng mà nó vẫn bị lỗi một tí gọi là bán theo là giá lỗi nha các bác nhá Đó em bán cho các bác với giá rất là rẻ luôn Những cây như này vẫn rất là đẹp đúng không ạ Đó em Thảo bán cho các bác lá mít cổ đại à, 150.000 được hai chậu bán là lấy bao nhiêu chậu thì lấy. Ok chưa? Bán thanh lý mà. Là bán thanh lý gọi là rẻ sấp mặt luôn. Đó, đây là em Thảo đang để chờ cho khách. Tiếp theo trong lô này, lô này là hàng độc quyền của em nhé các bác nhé, hàng độc quyền. Đó chính là năm cánh trắng Đài Loan. Ngày trước em Thảo lấy về chỉ là để sưu tầm hoa thôi. Thế nhưng mà khi mà em Thảo bắt được hoa em thấy nó quá đẹp. Trong lô này có hơn 70 mặt hoa năm cánh trắng cơ. Nên là em Thảo đã lấy về em trồng và trong quá trình em thảo chia sẻ cho các bác thì quá là nhiều bác hỏi và muốn sưu tầm cái dòng này luôn đây này cây đẹp chưa các bác đó cây nhà em thảo trăm đẹp chưa cao khoảng 20 cm mập ú nu đã thắt ngọn và đang chuẩn bị chờ hoa rồi riêng cái cây này thân lá vô cùng dùng với năm cánh trắng phú thọ luôn các bác ơi rất là đẹp luôn cho các bác xem về mặt hoa của nó này riêng cái mặt hoa thì có hơn 70 mặt hoa năm cánh trắng khác nhau chủ yếu là mũi trắng với mũi phớt hồng thôi các bác đẹp dã man luôn đây này đây cho các bác xem nhé Đấy đẹp không các bác Đây Nhiều mặt hoa đẹp vô cùng luôn Đây rất rất nhiều mặt hoa năm cánh trắng khác nhau đẹp để chúng ta cùng sưu tầm mà đây toàn mũi trắng với mũi phớt hồng nha các bác nhá. Đấy, em thấy nó đẹp quá nên em thảo lấy về sưu tầm làm giống nhưng mà thấy nó đẹp quá nên là em thảo lấy về em ôm hết cả lô về em chia sẻ cho các bác luôn. Này có cánh xanh nữa này. Đẹp vô cùng luôn, cây này toàn mắt phân thùy với lại mũi trắng với mũi phớt hồng thôi. Đó. เราจะเฮ็ดปินหม่ะ Thì cái cây này hiện tại nó đang thắt ngọn cho hoa rồi Số lượng em thảo chắc có khoảng tầm 50 kg nữa thôi Em bán cho chia sẻ các bác ngày trước với giá Ngày trước cái kia bé bé em cũng đã bán cho các bác là 300 đúng ạ Ngày hôm nay em bán cho các anh chị là 250 thôi Bác nào muốn lấy năm cái trắng thì lấy Vì nhiều bác là không thích những cái cây năm trắng phú thọ với năm trắng hiển oanh nữa Bởi vì cái mặt bông thì nó đại trà quá rồi hầu như là ai cũng có Còn cái mặt bông năm cánh trắng của nhà em thì em khẳng định với các bác Đây là hàng độc quyền của nhà em, chỉ có nhà em mới có thôi nha các bác nhá Đấy, bác nhìn cây thân lá này rất là giống với phú thọ luôn và đặc biệt cây này rất là khỏe Rồng nó rất là khỏe Đấy. và nhiều cây ấy các bác có có các bác bắt được gân được được được, được sọc của nhà em nha các bác nha ví dụ như cái chậu này này cái chậu nào nhỉ đây chậu này em thảo bán đi rồi cái chậu này ngày trước là nó không lên sọc nha các bác nhá nhưng mà em chăm kiểu gì nó lại à, đây các bác nhìn đây đây này các bác nhìn thấy cái sọc của nó chưa đây và nhiều bác nói với em là mua cái cây uh, năm cái trắng Đài Loan của nhà em Thảo về là bắt được hoa Bắt được hoa đẹp mà lại có lên sọc nữa đó Về nếu mà các bác mà đây này Bởi vì rất là nhiều cây nó có cái đường gân như này này Đó, em quay như này cho bác nhìn thấy những cái đường gân vàng như này Thì thì nếu mà chúng ta mà biết chăm sóc chế độ nó có khả năng nó sẽ lên sọc luôn Những gân vàng nó nổi lên ấy Nó rất là xinh luôn Hiện tại cây cũng đang chuẩn bị dụng lá cho hoa rồi Hiện tại là ở trên em Thảo ấy Buổi tối nó có thể xuống đến 15 độ luôn đó, buổi tối nó phải xuống đến 15 độ luôn, rất là lạnh. Tiếp theo đây là cái hàng em thảo bán thanh lý nha các bác nhá. Em báo thanh lý hàng hoàn lỗi về, hàng hoàn bị gửi về. Giời. hàng hoàn bị gửi về có rất là nhiều loại khác nhau luôn, em thảo bán thanh lý cho các bác. Đồng giá luôn nha các bác nhá. Đó, những cây này có cây chấp, mỹ có cây nói chung là hàng sổ số đi, gọi là cây phi điệp sổ số. Tiếp theo thì ở lô này nhà em Thảo bắt được rất là nhiều mặt hoa đẹp ở trong lô năm cái trắng trường xa gieo hạt. Em Thảo bán chia sẻ đây là hàng độc quyền nhà em luôn nha các nhá. Đó, em chia sẻ cho các anh chị đây là những cây thân lá rất là đẹp này. Đó mỗi một chậu gồm có hai thân sinh như này. Bác nào mà lấy em Thảo sẽ bán cho các anh chị là 250 000 nghìn một chậu. Đó. Đây là một số mặt hàng mặt bông em Thảo bắt được này. Đó, toàn ra mắt mờ rất là giống với cây năm cánh trắng trường xa luôn ạ. À, nè cây này giống hồng xoè các bác rất là giống hồng xoè luôn đây này đẹp chưa đó đối với những cây như năm cánh trắng phú thọ thì em Thảo không biết nhưng mà những cái cây mà hàng ra hồng cánh hồng mà mắt mờ nha các bác nhá vẫn có giá trị thị trường rất là cao luôn và những cái nhà vườn người ta là hàng đột biến ấy người ta vẫn những cái cây nào mà nở ra những cái cây đẹp ấy mà xuất sắc cái thì họ vẫn bảo là các nhà vườn nhỏ nhỏ như nhà em ấy là để lại và họ sẽ mua lại với giá cao đó hôm trước là em thảo bắt được 8 chậu trong lô này rất là đẹp và em thảo vẫn đang trồng nhưng mà hay tính hay khoe nên là hay lên livestream cũng hay chia sẻ nên là các bác cứ muốn hỏi mua cái cây này thì em thảo chia sẻ cho cả nhà mình là 250 000 một chậu có hai thân hiện tại thì cây nó đang thắt ngọn để chuẩn bị cho hoa rồi đó là cây phi điệp năm cái trắng trường sa của nhà em đấy ạ nó rất là đẹp cây luôn đây là một trong những cái hàng gieo hạt nhà em thảo lấy đang trồng và cũng đang để chờ hoa và bên này là những cây phi điệp năm cái trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em đó thì cây của nó thấp hơn so với cây năm trắng trường xa một chút bác nào lấy em chia sẻ các bác là 200 trăm nghìn một chậu nha các nhá năm cái trắng bạch tuyết hàng gieo hạt đó thân lá rất là giống với bạch tuyết các bác nhìn này thân lá giống cực kỳ luôn đó, mặt hoa thì cũng sổ ra trong lô nhà em Thảo cũng rất là nhiều mặt hoa đẹp rồi. Đây, những cái chậu nó nhỏ nhỏ này khoảng 2-3 thân. Xinh lắm, nhớ cây này Bắt Bác nào lấy thì em chia sẻ cho các bác đây này. Đó, 2-3 thân, 5 cái trắng bạch tuyết, 200 ngàn một chậu. Bác nào lấy về sưu tầm thì có thể là lấy một vài chậu Và chúng ta bắt hoa nhé quá nhá. Riêng cái cây thân lá nó rất là xinh rồi. Tiếp theo thì là cây kiếm của nhà em. Đó thì kiếm nhà em Thảo có rất là nhiều loại khác nhau Nhưng mà nhà em Thảo bán chạy nhất vẫn là những cái loại này Đầu tiên đó chính là kiếm sắc hồng hay gọi là lách noi Một cái dòng hoa lan đột biến rất là quý hiếm ở Thái Đó và cái cây này hiện tại Việt Nam mình không có nhiều luôn Mặt hoa đẹp như một nàng công chúa đấy các nhìn này Đẹp chưa các bác ơi Xinh lắm luôn á Cái này nở hoa tại vườn nhà em rồi Cánh hoa rất là dày rất là đẹp Và đây là cái dòng lô hội nhưng mà có bác đã luyện cây này lên đến được 5 sen luôn đó các bác Và cái cây này thì rất là chịu lạnh giỏi đó, cây này nhà em Thảo trên Lạng Sơn em trồng rất phát triển mà Nó là cái dòng lô hội nó đẻ nhanh cực kỳ luôn Em Thảo có khoảng tầm 35 chậu Em Thảo bán chia sẻ Ngay trước em mua những cái chậu à, to về xong em tách ra đó Đấy, cũng có rất là nhiều bác hỏi em Nhưng mà lúc đấy là em chưa tách ấm chậu được Em bảo các bác có muốn là à, lấy về xong rồi tự trồng không Nhưng mà nhiều bác lại không thích Nên là em Thảo chia sẻ cho các bác một cái chậu như này 800 nghìn nhưng hôm nay chia sẻ các bác là 750 thôi Bác nào muốn lấy bao nhiêu chậu thì em Thảo sẽ gửi cho các anh chị luôn Đây này, đẹp chưa đó, đây là cây lách noi đấy, toàn bộ là lách noi hết Tiếp theo một cái dòng hoa nữa nhà em Thảo cũng được rất là nhiều anh chị quan tâm Và có thể nói là chạy nhất trong tất cả các cây luôn Đó chính là dòng kiếm An Ba Dòng đột biến của Thái, mặt hoa rất là duyên, hoa màu vàng tươi, lưỡi trắng Nhìn rất là giống với xanh Huế đúng không ạ? Nếu mà nhìn thoáng qua như này thì nếu mà là chúng ta non non thì chúng ta vẫn không thể xác nhận được luôn ạ Đó, thì em Thảo chia sẻ <laughs> những cây này ngày trước cho các bác lấy về làm giống đấy Là 500, đó 500 một chậu một thân một măng bé như này Nhưng mà hiện tại em chăm sóc sau mùa dịch nó lớn như này rồi các bác Những cái măng của nó đã lớn như này rồi Đấy rất là xinh luôn Những cái măng này gọi là măng trưởng thành luôn rồi đó Măng trưởng thành luôn rồi Mỗi một chậu gồm có một thân và một măng như này Chia sẻ cho cả nhà mình với giá à, rất là rẻ thôi Hôm bình thường là 500 Ngày hôm nay chia sẻ các bác là 400 nghìn Dòng kiếm đột biến rất là đẹp này Đó đây đây này, đều có măng hết. Bác nào yêu mến thì có thể sưu tầm kiếm ăn ba nhé các bác nhé hàng đột biến của Thái rất là đẹp và tiếp theo đây là hoàng thảo vôi một cái dòng hoa lan thì cũng có thể nói là được nhiều anh chị em mua sưu tầm đúng không ạ, đây, một cái giò như này đây cái giò này thì không được đẹp lắm à, không được đẹp lắm rồi, đây chia sẻ các bác những cái giò nào đẹp nhất đây đây này, đó, xinh chưa đó cái giò kia là giò hoàn về rồi nên nó không được xinh Những cái giò như này thì vẫn rất là đẹp luôn Đây các bác nhìn này hàng rất là xinh em Thảo đang cắt nước gửi cho các bạn Đó những cây này thì nó là cái dòng uh, uh, hoàng thảo vôi hoa rất là thơm, bền hoa Và đặc biệt nó cũng khoảng tầm 5 đến 6 thân hoa thôi nhưng mà đẹp lắm Đó những cây này hoa rất là bền luôn Em Thảo chia sẻ là 200 nghìn một giò nha các bác nhé 200 nghìn một giò hoàng thảo vôi Đẹp như thế này và cuối cùng em chia chia sẻ các bác là em Thảo đang à, à, đi về nhà ngoại Em lấy những cái cây nha đam này về để à, tới này em làm dịch nha đam đây các bác ơi Làm dịch nha đam này làm gieo nha đam để tưới cho cây hoa lan đó Đấy thì à, đây này cây to chưa? Đây là cây nha đam của Mỹ đó Đấy quay cho các bác xem cho nó nó, nó, nó nó bạ đã chưa đây này Đó cây này chắc là cân lên chắc là khoảng tầm 12-13 cân Bự trà bá như này cơ mà Xin cho các bác đây này mấy cây to này em Thảo đang để trồng vào đó đang để trồng vào thôi à, tới này em Thảo sẽ có dịch nha đam với gieo nha đam để em chia sẻ cho các bác hoặc là những cái bệ như này này đó các bác muốn mua bệ vì em lấy nhà ngoại em lấy cho 20.000 một cân một cắt lên như này là một cân các bác mua 100 nghìn được 5 cân làm được thoải mái luôn Đó còn đây là cây giống em chuẩn bị trồng vào đây Nhà em thảo nhiều đất rộng ấy Ở trong làng mà nên là có xung quanh rất là rộng luôn Nên là nhớ cây em thảo bắt đầu đang chuẩn bị trồng Để không phải đi đi về về em lấy nữa Thì em thảo bán hồng mà lấy nha Em, em sẽ chia sẻ cho các bác là 10 nghìn một cây Đó 10 nghìn một cây giống như này Cây này là cây nhỡ rồi Không phải cây giống bé tí đâu nhá con nhá Cây nhỡ rồi đó Cây nhỡ rồi đây này Đó để mà so sánh đây này đây nhá, mà đo nhá, đây này, đó rất là bự luôn rồi 10.000 một cây giống nha Nam Mỹ Chia sẻ thôi chứ không có bán nha các bác nhé Đó các bác mua nhiều em không có đâu em chỉ chia sẻ cho các bác thôi Và đây hôm bữa là cũng thích quá Quá thế là lấy một ít à, nha đam à, Nha đam lá biên phát tài đây này Đấy, Lấy ra đây cho nó sáng Nha đam lá biên phát tài cái cây này chơi làm cảnh thì thôi luôn Đẹp chưa các bác ơi lá sọc đột biến luôn này Thấy nó hay hay thế là em lấy về Em đi mua đó về em trồng à, để à, làm giống Đấy Tết mà có một cái giò như này mà chúng ta đặt trên bàn thì thôi luôn đúng không ạ Nó thu hút may mắn tài lộc luôn Riêng cây lá sọc này thì thật sự Bây giờ mới là hot nha các bác nhé Ngày trước là chưa có đâu Mới bắt đầu có thôi Bác nào mà lấy em chia sẻ các bác 150 một thân Gửi cùng cây hoa lan cho các bác Đây này Đẹp lắm Em đang chuẩn bị trồng vào đây này Em đang chuẩn bị trồng vào Em đang chờ lấy chậu đó, chờ lấy chậu là ngày mai đi em thảo sẽ quay cho các bác xem cái khu mà em trồng nha đam nha các bác nhá. Đó, em trồng nha đam lúc đầu em đi là chỉ là bắt đầu tìm hiểu về cách trồng cây nha đam để để làm dịch nha đam tưới cây lan á các bác. Đó, tuy nhiên rằng là thấy nó rất là tốt và có rất là nhiều công dụng, có thể lấy về nấu canh, làm đẹp đấy, đặc biệt chị em phụ nữ của em là rất là mê làm đẹp. Nên là em có về nhà ngoại em lấy về trồng. Đây. Đó em lấy về trồng thì bác nào mà à, đây những cây to lắm không gửi cho các bác được đâu cây to này vì các bác trồng mấy cây này khoảng tầm 6 tháng 5 6 tháng thôi các mà bự như là như cây này luôn bự như cây này luôn này cái tay của em còn là cái tay nông dân còn to nhá nhìn tay của chị em phụ nữ bé rồi to chưa đây là 12 cân đó các bác một cân một cây của nó tầm 12 cân luôn rất là mập đó rồi em xin cảm ơn cả nhà mình nhé đây là cái khu vườn của nhà em em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video và ủng hộ vợ chồng em nhé em xin kính chúc cả nhà mình có một ngày mới làm việc hiệu quả ý nghĩa và tràn ngập niềm vui em xin chào và hẹn gặp lại